Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh review của Thám Lắc. Hiện tại thì trên tay mình thì đang là một chiếc FC với thiết kế dây kim loại và bộ niềng phay trơn. Với bộ niềng này thì chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta một cảm giác khá là sang trọng và hiện đại. Chiếc này có cái mã là FC303BR5B6B, có là máy auto này, có chức năng chống sốc, size 40mm, phù hợp với đa phần cổ tay của người Việt Nam chúng ta. Khả năng chống nước của nó lên đến 50m, vì vậy mà chúng ta có thể là đi bơi lội được rồi, nhưng mà cũng không được đi tắm biển hay đi sông hơi, và cũng không được lặn quá sâu. Chúng ta sẽ đến một chút về cái mặt số của chiếc này. Mặt số của chiếc này thì được là một chiếc mặt trơn. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ là mặt trơn được sơn màu đen. Trên mặt thì có dòng chữ Felix Square Constant, Gelever và dòng chữ Automatic, thì đem lại làm cho cái mặt số này nó bớt nhàm chán hơn. Đây, thêm nhiều chi tiết hơn. Các cọc số là những được phay bằng thép không gỉ và được phay nhận bóng, được gắn lên cái mặt số này. Đấy, các bạn có thể thấy là các cọc số thì được là làm nổi ở trên mặt số. Mặt số thì có hai góc là góc 12 giờ và góc 6 giờ thì được làm một số La Mã, còn lại thì là các cái cọc thẳng. Vòng bên ngoài thì chính là cái vòng mà chỉ 60 phút. Chúng ta có một bộ kim được vuốt thẳng. Với bộ kim này thì đem đến cho chúng ta một cái cảm giác như là mình nghĩ là nó khá là hiện đại. Ô lịch ở góc 3 giờ. Với bộ máy này thì được làm từ bộ máy ETA2824 hoặc là Celita cùng phân khúc. Vì vậy mà chúng ta sẽ có cái nhịp của nó là 28.8, và đây là tốc độ chơi của 28.8. FC303 thì vẫn có những cái chức năng như là handing và winding, vì vậy khi mà chúng ta rút núm ra thì nó kim dây sẽ dừng lại và bóp tay. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái mặt sau của nó một chút. Mặt sau của chiếc này thì không lộ đáy. Đây. Bên trên nó thì được bao gồm các ký hiệu như Swissmade, dòng Classic, kính là kính Sapphire. Kính Sapphire và có phủ AR chấm nó. Bây giờ thì mình sẽ trên tay thử chiếc này xem nó có phù hợp không. Với những cái size 40 thì nó sẽ phù hợp với đa phần cổ tay của người Việt Nam chúng ta. Đây. Chiếc này thì khá là điệu, vì vậy mà mình nghĩ là nó hợp với những cái người làm công sở mà mặc sơ mi hơn. Đây. Các bạn đi dùng chiếc này mà mặc sơ mi thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh review của Thám Lắc. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình quên một chút là chiếc này thì có cái giá hãng là lên đến khoảng 30 triệu. Xin chào tất cả mọi người.